Hello, xin chào các bạn, mình là Cá Bốn Mắt đây. Mình có một câu hỏi dành cho bạn. Đây là một chiếc túi đẹp có độ bền tốt, giá 800.000. Và kia là một chiếc túi hàng hiệu có chất lượng tương tự nhưng có giá 8 triệu đồng. Bạn sẽ chọn chiếc nào? Và tại sao chúng ta phải chi ra số tiền lớn hơn chỉ để sở hữu một món đồ hiệu? Mình biết nhiều bạn sẽ nghĩ rằng tại vì họ giàu, họ có tiền. Mình công nhận điều này. Nhưng tại sao có những người thu nhập trung bình vẫn sẵn sàng chi tiền mua đồ hiệu? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Đầu tiên, ai sẽ là khách hàng mục tiêu của những thương hiệu xa xỉ? Chúng ta có thể nghĩ ngay câu trả lời là những người giàu, những doanh nhân, triệu phú ngoài kia. Nhưng sự thật không phải vậy. Justin Lahat, một nhà báo nổi tiếng của tạp chí Phố Wall đã nói rằng bán hàng cho tầng lớp giàu có nhất trong xã hội không phải là một chiến lược tốt mà các thương hiệu xa xỉ có thể sử dụng để duy trì hoạt động kinh doanh. Theo thống kê ở Mỹ năm 2022, chỉ có 2% dân số thuộc tầng lớp thượng lưu hay giới siêu giàu. Con số này quá ít để giữ những thương hiệu xa xỉ tiếp tục kinh doanh. Trên thực tế, một số team marketing của các thương hiệu thời trang nổi tiếng đã thừa nhận rằng khách hàng mục tiêu của họ là những người thuộc tầng lớp trung lưu muốn có vẻ ngoài giàu có. Thậm chí có cả những khách hàng thuộc nhóm thu nhập thấp. Các thương hiệu cao cấp sử dụng một chiến lược được gọi là thiên kiến giữa giá và chất lượng. Điều đó có nghĩa là khi giá của sản phẩm cao hơn, chúng ta sẽ có cảm giác chất lượng của nó cũng tốt hơn. Ví dụ như một chiếc áo polo mang thương hiệu LV có giá 15 triệu đồng. Cũng chiếc áo gần giống vậy của một thương hiệu tư nhân chỉ khoảng 2 triệu đồng. Và đương nhiên, chất lượng của chúng chả thua gì nhau. Còn bạn muốn rẻ hơn nữa, bạn có thể ra chợ Đồng Xuân mua với giá khoảng 300.000. Tuy nhiên, các hãng đồ xa xỉ đã khiến chúng ta nghĩ rằng đồ của họ mới thật sự chất lượng. Thiên kiến này là một lý do khác khiến nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu kết luận rằng các sản phẩm xa xỉ có chất lượng tốt hơn các sản phẩm bình dân. Vậy tại sao chúng ta lại chọn đồ hiệu thay vì các thương hiệu bình dân? Theo tháp nhu cầu Maslow, các thương hiệu đồ xa xỉ đang đáp ứng nhu cầu được quý trọng và nhu cầu thể hiện bản thân của khách hàng. Bạn mua một chiếc túi Gucci không phải vì nó là một chiếc túi để đựng đồ, mà bạn mua vì nó có chữ Gucci. Đồ xa xỉ giúp bạn thể hiện được địa vị về tài chính và xã hội. Bạn cứ xem các diễn viên nổi tiếng khi tham dự sự kiện. Họ đều mang trên mình đồ hiệu, thậm chí là những đồ hiệu được thiết kế độc quyền dành cho họ. Theo một chuyên gia từ công ty tư vấn chiến lược Simon Kucher & Partners, để xác định giá trị đối với người tiêu dùng của một sản phẩm, ta cần đáp ứng được hai yếu tố, giá trị chức năng và giá trị cảm xúc. Hiểu một cách đơn giản, giá trị chức năng của một chiếc túi hàng hiệu trả lời cho vấn đề: chiếc túi này có tác dụng gì? Nó có đủ rộng để đựng đồ không? Nó sẽ được dùng trong bao lâu? Chất liệu của chiếc túi này có tốt không? Tuy nhiên, đứng đằng sau động lực mua sắm của chúng ta lại nằm trong giá trị cảm xúc. Khác với giá trị chức năng, giá trị cảm xúc sẽ đáp ứng nhu cầu thỏa mãn cảm xúc. Tôi muốn trông thật sang trọng, tôi muốn người khác cũng nhìn tôi như vậy. Tôi thấy chiếc túi kia quá phổ thông, tôi muốn thứ gì đó khác biệt. Messi quảng cáo cho thương hiệu Adidas cơ mà, chắc hẳn nó tốt lắm. Tôi có một chiếc Mercedes rồi, tôi nên mua một chiếc túi hàng hiệu mới hợp. Ví dụ như khi bạn mua một chiếc túi hàng hiệu, hãng sẽ giới thiệu với bạn rằng chiếc túi không chỉ được làm từ vật liệu đắt tiền, mà còn được chính tay người thợ thủ công nổi tiếng trên thế giới làm và chỉ giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu. Rất phù hợp để sử dụng trong các bữa tiệc sang trọng. Vậy bạn có xuống tiền hay không? Ví tiền luôn gần con tim hơn bộ não, nên việc ra quyết định mua hàng sẽ bị chi phối bởi cảm xúc nhiều hơn. Theo Bonsky, thông qua việc mua sắm, cơ thể chúng ta sẽ dễ sản xuất được hormone oxytocin và endorphin. Loại hormone này có tác dụng kích thích não suy nghĩ tích cực với cảm giác thoải mái và vui vẻ. Đồng thời, mua sắm giúp cho não bộ luôn có xu hướng trẻ hóa và tràn đầy năng lượng khi được ngắm và sở hữu những thứ mình muốn. Trên thực tế, theo một bản tin trên VTV24, giới trẻ tại Hàn Quốc và Trung Quốc dành nhiều thu nhập để mua các đồ xa xỉ, xả stress sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi. Và cuối cùng, điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo trong việc mua đồ hàng hiệu là gì? Người giàu mua đồ xa xỉ bằng số tiền dư của họ. Trong khi đó, người trung lưu và người nghèo sẽ mua bằng thu nhập của mình. Một số người cũng tăng lòng tự trọng sau khi mua hàng hiệu xa xỉ. Nhưng khi một người không có thu nhập ổn định mà vẫn mua những món đồ xa xỉ chỉ để thể hiện rằng họ có địa vị xã hội cao hơn, thì điều đó sẽ tạo ra gánh nặng tài chính rất lớn cho họ.
và chúng ta đều là những chủ thể trong xã hội. Việc nhiều người mắc nợ tiêu dùng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Người dân đang chi tiêu tiền quá mức thu nhập, gây ra hiện tượng giàu giả tạo. Bề ngoài, chúng ta cảm thấy như mọi người đang giàu lên, nhưng thực chất họ đang vật vã với những khoản nợ khổng lồ. Và khi các khoản nợ đến hạn, tiền từ cá nhân và hộ gia đình cạn kiệt, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa sụt giảm kéo theo sự lao dốc của nền kinh tế. Tóm lại, việc chi tiêu cho những món đồ hàng hiệu sẽ là sự lựa chọn của mỗi người. Chi tiêu thông minh vừa thỏa mãn nhu cầu cá nhân, đảm bảo khả năng tài chính và vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tỷ phú Warren Buffett đã từng nói, đừng tiết kiệm thứ gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu thứ gì còn lại sau khi tiết kiệm. Để quản lý tài chính thông minh, mỗi người cần học cách tiết kiệm, dù ở bất kỳ mức thu nhập nào. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, hãy chia sẻ giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!